Linh Miu bị bạn trai bắt gặp đi khách sạn cùng trai trẻ, lên tiếng kêu an, ẩn ý bị gài. Linh Miu là một trong những cái tên được nhắc đến những ngày gần đây sau tin đồn cô nàng lộ đoạn clip với bạn trai. Dù đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định đó là clip cắt ghép, nhưng dân tình vẫn bàn tán rôm rả về sự việc. Giữa thời điểm nhạy cảm, chuyện tình cũ của Linh Miu và Hữu Công theo đó cũng bị đào bới mổ xẻ. Đáng nói, Hữu Công từng tiết lộ việc anh tìm thấy Linh Miu trong khách sạn với người đàn ông khác sau khi cãi nhau với anh. Nam diễn viên cũng úp mở một sự thật gây chấn động khác mà nói ra vì sẽ chấm dứt sự nghiệp của Linh Miu. Tôi rất buồn khi phải viết ra những điều không mong muốn, nhưng tôi cần lấy lại danh dự của mình sau khi bị Linh Miu bôi nhọ trên mặt báo. Vợ cũng khuyên tôi không nên đôi co qua lại vì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, hay cứ im lặng. Nhưng thực sự tôi rất bức bối và phải nói ra. Tôi định nói ra sau khi Linh Miu ra MV và chấp nhận biến mình thành quân cờ trong chiêu trò PR bẩn của Linh Miu. Điều này cũng ảnh hưởng tới gia đình tôi, mà người tôi lo nhất là vợ, vì cả hai sau khi ổn định chỉ muốn tập trung vào công việc và xây đắp tổ ấm, chứ không phải vướng vào những ồn ào như vậy. Trong khi đó, phía Linh Miu đáp trả bằng một bài viết dài trên fanpage ngay trước sự kiện ra mắt MV mới Dại Khờ, phủ nhận chuyện xúc phạm cha mẹ Hữu Công. Nữ diễn viên khẳng định cô là người dành nhiều tình cảm cho cha mẹ anh và cảm thấy có lỗi với hai người khi quyết định chia tay bạn trai cũ. Bên cạnh đó, Linh Miu còn kể tường tận trong những cuộc cãi vã và Hữu Công không chỉ tát cô 1-2 cái như đã nói, mà còn ngồi lên người đấm cô đến tím mắt tại Sài Gòn. Có sự chứng kiến của bạn bè cô. Nói về việc vào khách sạn cùng người đàn ông khác, Linh Miu giải thích đó là lần cãi nhau cô say rượu được bạn thân dìu vào nhà nghỉ và có bật định vị để Hữu Công tìm đến. Chưa dừng lại ở đó, nữ diễn viên còn tố ngược bạn trai cũ là người nhập nhèm trong chuyện tiền nong khi cầm luôn chiếc xe máy điện mà cô góp tiền mua hay có ý định cướp fanpage của mình để kinh doanh. Linh Miu tên thật là Vũ Mỹ Linh, sinh năm 1993, được biết đến với nghệ danh hot girl chuyên đóng nhạy cảm. Dân tình biết đến cô đầu tiên qua những video quyến rũ từ năm 18 tuổi. Tính đến thời điểm hiện tại, Linh Miu đã tham gia nghệ thuật được hơn 12 năm với hàng loạt tác phẩm hài, phim Tết, đóng quảng cáo. Thời gian này, cô cũng lấn sang ca hát cho ra mắt MV và nhận được sự ủng hộ của giới trẻ. Khi mới bắt đầu sự nghiệp, Linh Miu theo đuổi hình tượng ngây thơ trong sáng và vô cùng đáng yêu. Sau đó đến năm 2012, Linh Miu bùng nổ với bộ ảnh cosplay quảng cáo cho game. Kể từ đó, Linh Miu ngày càng quyến rũ, táo bạo hơn, tên tuổi đóng đinh vào lòng khán giả. Sau đó, Linh Miu còn nổi dần dần nhờ chuyện tình với nam diễn viên Hữu Công. Hai người xuất hiện với hình tượng một cặp đôi ăn ý trong nhiều sitcom. Nhờ sự hậu thuẫn của bạn trai mà Linh Miu nhận được các hợp đồng quảng cáo cho spa, nhãn hàng mỹ phẩm, game online. Tuy nhiên, sau 2 năm yêu đương mặn nồng, Linh Miu và Hữu Công dạn nứt tình cảm và cuối cùng đường ai nấy đi. Có thể nói Hữu Công là bệ phóng cho sự nghiệp của cô nàng hot girl này. Bị nói thích chụp ảnh quyến rũ để chăn đại gia, nữ hot girl thẳng thắn trả lời. Nhiều người nói Linh Miu luôn xuất hiện với hình ảnh táo bạo, chắc cũng có nhiều người thích lắm nhưng lại chưa từng dính phốt cặp đại gia. Mặc dù tôi cũng thích lấy chồng giàu tử tế để cuộc sống tốt hơn chứ. Nhưng tôi quan điểm gió tầng nào gặp mây tầng đó, tôi luôn muốn trong một mối quan hệ, hai người tương xứng với nhau về cả vấn đề tiền bạc hay trình độ, để khi đến với nhau thì sẽ đem lại cảm giác yêu đương gia đình thực sự. Chia sẻ về tiền cát xê nhận được trong những năm đi diễn, Linh Miu tự tin khẳng định bản thân không mấy quan tâm về vấn đề trên. Từ ngày làm nghệ thuật, tôi chưa bao giờ quan tâm đến cát xê, đưa bao nhiêu cũng được, cứ được đi diễn làm nghề là tôi vui, nữ diễn viên chia sẻ. Hot girl Linh Miu cũng cho biết thêm, số tiền cát xê cô nhận cao nhất là khoảng 300 triệu với vai trò làm đại diện hình ảnh cho chương trình giáo dục giới tính tại Việt Nam. Ngoài ra, trên các nền tảng mạng xã hội của cô đều có lượng follow cao nên có rất nhiều nhãn hàng tìm đến Linh Miu để hợp tác nên thu nhập của cô cũng ổn định. Khi được hỏi có người chống lưng cho phía sau nên mới không cần quan tâm đến thu nhập, Linh Miu cho biết, tôi có nền tảng gia đình khá tốt nên không bị thiếu thốn bất cứ thứ gì. Thế nên đi làm tôi cũng không nghĩ quá nhiều đến chuyện tiền bạc. Hiện tại tôi cũng đã mua được nhà và xe hơi, nhưng đều do gia đình hỗ trợ, Linh Miu tiết lộ.